Này cô kia, làm gì mà lâu thế hả? Có mỗi cái việc đi theo tôi xách đồ thôi mà chậm chạp thế. Chị thông cảm, em hôm nay thấy hơi mệt trong người ạ. Mệt hay không ý, thì đấy là việc của cô. Tôi đã mất tiền ra để thuê cô về rồi ý, thì cô làm việc cho tử tế. Đấy là quy luật cuộc sống rồi. Người có tiền thì có quyền, thế thôi. Nhanh cái tay lên. Mẹ ơi, bế con. Bế con bé đi, dạ, nó mỏi chân rồi đấy. Ôi, cô làm cái gì thế hả? Tại cháu nó. Này, đừng có lấy con tôi ra làm lý do lý cháu nhá. Tại cô hậu đậu chứ tại gì con bé. Chồng kìa, nhìn cái mặt cô kìa, cô giả bộ giả tịch cái gì hả? Tôi còn chưa sai cô làm cái gì nhặng nhặt đâu đấy. Liệu mà làm ăn cho ra hồn, không phải cuối tháng tôi đuổi việc. Chị đừng đuổi việc em. Nhà em còn có mấy đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Thế thì mau nhặt gọn lên đi. Được sữa đây. Cô mà không nghe lời tôi ấy, thì tôi cho cô giống hộp sữa này. Uống đi con. À mà lát nữa ấy, tôi có hẹn phải ra ngoài. Cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho cẩn thận, trông cháu cho chu đáo. Không làm ăn nên hồn ý là đừng có trách tôi đấy. Chồng tôi là người có tiếng nhất cái đất này. Chỉ cần một câu nói của tôi là cô không có đường tìm việc ở đất này đâu, nghe chưa? Vâng, thôi chị, cứ lên trước đi ạ. Sao? Sau này về thì làm ăn thế nào rồi? Giờ từ ngày bán ở tù về em cũng hoàn lương rồi chị ạ. Sáng thì đi chở rau ở ngoài chợ, chiều thì ai gọi việc gì em làm được đấy. Thế thôi, về tiếp quản cũng dọn cho chị đi. Dạ vâng ạ. Alo, tôi anh đây. Sao? Thì có sao không? Thế anh xong luôn nhá. Anh xong luôn đây. Sao? Có chuyện gì thế? Vợ em nó mang bầu 2 tháng rồi. Vừa xong nó kêu chóng mặt đau đầu. Chắc bây giờ em phải chạy đến bên đấy luôn chị ạ. Thế thôi, để chị đi cùng với. Xem nó như thế nào. Dạ vâng ạ. Em không sao chứ? Không có chuyện gì chứ? Lúc sáng chỉ hơi choáng một tí thôi. Bây giờ chắc không sao đâu ạ. Thôi làm sao được. Đưa nó vào bệnh viện xem như nào. Nó đang mang bầu. Nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Không được đâu chị ơi. Em bây giờ đang phải trông nhà với cả trông con cho người ta. Chị mà về không thấy em, chị lên mắng em chết. Hơn nữa em không báo trước, có khi chị lại đuổi việc em đấy ạ. Không được. Anh phải cho em vào viện. Chứ để như này làm sao mà được. Thôi, cho anh phải vào xem con bé nó thế nào. Chứ nó mà không thấy người lớn, nó lại khóc táng lên cho mà xem. Thôi, cố cậu cứ đưa nhau đi vào bệnh viện đi. Chị ở đây lo được. Nhưng mà chị đã trông trẻ con bao giờ đâu ạ? Chú lại khinh thường chị đúng không? Chị trông được. Mà ấy, chú định để chị cô độc cả đời hay sao? Thôi, chị nghĩ là sẽ ok đấy. Hai đứa đưa nhau đi. Dạ vâng, thế em đi chị nhá. Em cảm ơn chị ạ. Ơn huệ cái gì? Chú là chỗ thân tín của chị bao nhiêu lâu nay. Có mỗi việc còn con như này mà chị không giúp được thì nó làm gì nữa. Nhưng mà chị có làm được không ạ? Lại đến cô, chị làm được. Cứ yên tâm mà đi nhá. Thôi đi. Dạ vâng. Kẻ muộn. Thế bọn em đi ạ. Đường đường là chị đại như mình mà cũng có ngày phải làm bảo mẫu thế này á. Mẹ ơi, con
có việc rồi. Cô đến đây cô trông thay cô Nhung. Lại đây xem nào. Lớn rồi có phải trẻ con đâu mà ngủ dậy có gì mà phải khóc nhỉ? Ai chết. Trẻ con thì mình phải nhẹ nhàng chứ nhỉ. Thôi ngoan nhá. Lát nữa ấy cô mua kẹo với bim bim cho nhá. Không phải cảm ơn bim bim chữa con. Ăn gì mà ăn lắm thế. Thôi được rồi. Lát nữa thích ăn gì thì cô mua cho hết nhá. Cô bảo mang sữa bò cho con. Sữa nào? Thế sữa ở đâu? Sữa ở trong bếp. Thôi uống sữa hộp cho tiện. Lớn rồi còn uống sữa bột làm gì. Sữa bao giờ đâu. Thôi được rồi. Ngồi đi ngoan nhá. Cô đi vào kia pha cho. Nhá. Chưa gì đã oải thế này rồi. Trước đến giờ ấy toàn mình đi sai chúng nó. Đến bây giờ lại để con nhóc con kia nó sai vặt mình này á. Đây, cô xong đây rồi. Cô ra đây nhá. Nào nào, cô pha xong rồi đây. Này, uống thử xem nào. Nhạt làm sao được. Ê thôi, cứ uống đạm đi. Nào. Này, con hơi bị hư rồi đấy nhá. Mẹ ơi, con đánh con không ăn được con này. Thôi ngoan ngoan, cô xin lỗi nhá. Đi ra chỗ khác chơi đi. Để cô lấy khăn lau nhà nhá. Ờ được rồi, để cô lấy bánh cho nhá. Đây, thích ăn cái gì? Ăn đi nhá. Dạ. Này, ăn cho cẩn thận vào. Không thấy cô đang vào nhà đi à? Mẹ ơi, cô đánh con, cô bắt là con đó kìa. Thế rồi, ăn nhanh đi. Xong vào phòng nhá. Cuối cùng cũng đã thoát nạn. May là con bé ngủ rồi. Chứ không chắc nó hành hại mình chết mất. Chỉ đạo 500 anh em còn đỡ mệt hơn là trông một đứa trẻ 5 tuổi như thế này. Cô là ai thế? Cô là ai? Con gái tôi đâu? Con gái cô đang nằm trong phòng kìa. Sao cô lại ở trong nhà tôi? Con Nhung đâu? À, Nhung nó bị đau bụng, thế nên là vào viện rồi. Mà không có ai trông, nên là tôi sang đây trông bé. Dạ vậy. Mà cái con nhỏ đấy làm việc tắc trách thật. Lại để cho người lạ vào nhà bao giờ không? Ơ, mà nhìn cô quen quen nhỉ?
À, cô là Bi học trường cấp 3 Thái Bình đúng không? Đúng, mà cô là... Linh, bạn học cùng chứ còn ai nữa. À, hóa ra là mày. Bao nhiêu năm rồi không gặp, tao tưởng mày làm ăn phất thế nào. Hóa ra cũng chỉ là một con giúp việc thấp hèn. Trước đây á, mày hiên ngang cướp người yêu của tao. Bây giờ là quả báo đấy con ạ. Ai cướp người yêu của mày? Mà ai là người giúp việc? Ơ, thế không gọi mày là giúp việc thì gọi là gì? Chẳng lẽ tao lại phải gọi mày là bảo mẫu? Hay là mấy cái đứa làm việc chân tay để lấy từng đồng lương một à? Mày! Sao? Tao nói cái gì không đúng à? Mày nên nhớ ấy, là bây giờ mày đang đứng ở trong nhà tao. Hơn nữa mày lại còn là giúp việc cho tao. Thế là khôn hồn ý thì biết điều. Không nó tống cả chị cả em lũ chúng mày ra ngoài đường đấy. Tao nhịn, không bởi vì tao sợ mày, mà bởi vì tao nể em tao. Tao không muốn em tao bị mất việc. Thế nên đấy, mày đừng có mà quá đáng quá. Quá đáng á? Tao làm thế thì làm gì có gì quá đáng. Mày nên biết ý, ở cái xã hội này, có tiền thì là có quyền, là có tất cả. Hơn nữa ý, tao lại còn đường đường là vợ của một giám đốc giàu có. Tất cả mọi thứ đều phải theo ý tao. Còn mày ý, chỉ là một con giúp việc thân phận thấp hèn. Nên là tốt nhất mày nên biết điều. Đi lấy cho tao cốc nước. Mày... Mày không có miệng à? Mang nước ra cho chủ thì cũng phải có vài câu tử tế chứ. Chẳng lẽ mới có một lúc mày đã thành công à? Im đi, uống nước đi. Cái con này, sao mày phun nước hết cả người ta thế này? Mày lấy nước gì mà nóng thế hả? Tao là chủ nhà, tao có tiền, có quyền, tao muốn làm gì chả được. Tao đã mất tiền thuê chị em mày về rồi ấy, thì tao phải hành hạ mày cho hạ hê thì mới thôi. Tao nghĩ mày như thế là đủ lắm rồi đấy nhá. Mày định làm gì tao? Hai cô đang làm trò gì đấy? Anh, con giúp việc này nó định đánh em đấy. Anh cho nó một trận để nó biết thế nào lễ độ đi. Cái thứ đã thấp hèn là còn máu anh hùng rơm. Đấy, chồng tao về rồi đấy. Mày giỏi thì đánh cả hai vợ chồng tao đi. Hóa ra đây là chồng mày à? Người mà mày bảo là giàu có, với cả giám đốc đây á. Chồng mày, tao không thèm chấp. Con khốn này, mày vẫn còn già mồm à? Mày tin tao gọi người đến đập cho mày một trận không? Bỏ tay ra. Cái gì? Tôi bảo cô bỏ tay ra. Cái gì cơ? Nó mới là người đáng để anh đánh đấy. À, tôi biết rồi. Chắc là hai người có tình ý với nhau từ trước cái gì. Nó là bồ của anh đúng không? Cô bị điên à? Đây là chị Bi, là chủ tịch tập đoàn nơi tôi đang làm việc. Cô còn dám đánh nữa không? Anh nói cái gì cơ? Chị Bi, chị cho em xin lỗi. Con vợ em nó mù quáng, lại được nuông chiều tiểu bé. Nếu có gì nó có đáng với chị, em mong chị bỏ qua cho em ạ. Bỏ cái gì? Cái con này mà là chủ tịch tập đoàn á? Cô còn đứng đây nói bậy nói bạ cái gì đấy? Mong xin lỗi chị Bi đi. Tôi nói cho cô nghe, tôi mà bị mất việc ý, thì cô cũng chẳng còn cái gì đâu. Vậy đây là chị Bi thật à? Tao đã nói, bởi vì tao nể em tao, chứ mày chả là cái đinh gì 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 mà mày dám xúc phạm và động chạm vào người tao được cả. Kìa chị bớt giận rồi. Còn không mau ra xin lỗi chị đi. Mày... À không. Chị Bi, chị cho em xin lỗi. Tại vì em không biết chị là chị Bi nổi tiếng giàu có, hào phóng. Chị bỏ qua cho em lần này á. Lúc này mày vẫn còn ngang nhiên hống hách, dọa nạt tao cơ mà. Thế sao bây giờ lại cun cút như con chó thế? Chị nói gì em cũng chịu ạ. Tao nói cho mày biết nhá, mày mới có tí tiền mà mày đã giao oai với người khác được à? Ở ngoài xã hội này có rất nhiều người có nhiều tiền gấp bội lần chúng mày đấy. Hơn nữa ấy, mày là gì? Mày đã làm được những gì mà đi chê bai những người lao động vất vả và nghèo khổ như thế chứ? Còn tao nói luôn cho vuông này, em tao chính thức từ bây giờ sẽ nghỉ việc ở đây. Còn số tiền lương của nó ấy, coi như tao bố thí cho mày.
Vì bây giờ chồng của mày sẽ chính thức bị nghỉ việc. Cái gì ạ? Chị ơi, em xin lỗi. Xin lỗi á? Tất cả là do tính hoành hoang của mày mà ra thôi. Vì thế ấy, ở nhà an phận mà trông con đi. Còn mày nữa, không phải đi làm đâu, ở nhà mà dạy vợ đi. Thưa chị, tôi bị mất việc. Cô vừa lòng chưa?